cái mảng cầu Lisa này. Sẽ quay để sau này mình sẽ làm cái clip để mà gọi là cắt cây, cắt cành, tỉa cành trước khi mà để cho ra trái như thế nào để đậu được nhiều trái nha mọi người. Lisa huyền thoại, trong lúc đang khan hiếm hàng nhưng mà nó chỗ bông chỗ trái đầy cây hết. Ok, chào mọi người.